xuân đã về, xuân đã về. Kia bao ánh xuân về tràn lan mênh mông. Trên cánh đồng chim hót mừng, đang thiết tha ngân đàn cùng bay vui say. Xuân đã về, xuân đã về, ngàn hoa hé môi. Lập lên ta áo xanh xanh trên bông tím vàng đẹp hơn tím Nga. Và bầy em bé xiêu xinh khúc khích tiếng cười rủ nhau vui ca. Từng đàn chim non xinh xinh tung bay khắp trời cùng ríu rít ca. Một bài ca đón chào mừng hòa theo tiếng pháo đình đùng. Mừng xuân nay đã về. Mừng thọ trên các cụ các bà và hát mừng thọ mẹ ngày hôm nay. Vậy để xin kính chào lời mời tới toàn thể trên các cụ các bà. Xin chào kính mời và thưa kính mời. Bồ sông hãy đi tìm mãi, cầm đôi thao em cho sông sông dài. Tôi vẫn muốn đi tìm từng nhớ cũ, vì đã bên lúc còn.
con bò liền nhắc nhớ đến hò hợp chị nón ba phần em châu lương nón cố gắng theo xin cờ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
hai bố con lê bảng ghê. Rồi đi 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 đi. Như vậy là chỉ còn là đi khu vực thôi, là buổi làm lễ mừng thọ cho mẹ thầy chính thức bắt đầu. Vậy ban tổ chức thì xin thay mặt gia đình xin kính chuyển lời mời tới toàn thể các cụ các ông bà cũng như quý vị chú bác của bạn bè thân nhân năm mới từ quý khách gần xa của gia đình thấy thu xếp công việc đưa một lần nữa để xin được trân trọng kính mời và thỉnh án kính mời. Luôn mạnh khỏe, hoạt động hội ca là mỗi ngày mạnh. Ai và cái năm nay được chúc thọ để cũng là mời ăn với gia đình ăn cơm mừng cho tôi cố gắng ăn đây, uống nước ăn dầu rồi chị. Cảm ơn tấm lòng của gia đình. Có cái là về là mới đi đến giờ còn 4 năm về nữa rồi. Kính thưa hai bà chị cùng là các con các cháu à ông ông kính thưa hai bà chị và hai ông chúng con chúng cháu với tôi ngày hôm nay tôi đã được tuổi thọ 70. Các cháu các con các cháu cũng là mừng cho chúng tôi được mạnh khỏe và chung bày cùng với tôi thế này tôi rất là phấn khởi, tôi không biết nói gì hơn hết. Thì tôi xin mời hai bà chị hai ông chung con chung cháu với tôi và mời các con các cháu ăn cơm với tôi cho được vui vẻ. Tôi không biết nói gì hết. Tôi xin cảm ơn hai bà chị hai ông chung con và các con các cháu ngày hôm nay đã mừng thọ cho tôi rất là phấn khởi, tôi rất là vui mừng, tôi không biết nói gì hết. Tôi xin cảm ơn trước là hai bà chị hai ông chung con và các con các cháu, các anh các em xa gần, tôi không biết nói gì hơn hết nữa. Sang năm mới tôi chúc hai bà chị và hai ông chung con với tôi với các con các cháu được thêm tuổi mới và chúc gia đình hai bà chị hai ông chung con với tôi với các con các cháu được gia đình mạnh khỏe an khang thịnh vượng.
Vâng, xin trên các cụ có một bà để chúc tụi mẹ 105 và tuổi 105 tuổi ạ. Dạ vâng, kính thưa mẹ, kính thưa trên các cụ có bà, kính thưa các quý vị đại biểu thân mến gần xa. Vâng, và lời đầu tiên cho phép tôi xin thay mặt cho đoàn dân ca quan họ Bắc Linh xin gửi tới toàn thể các cụ, các bà và nhất là mẹ một lời chúc sức khỏe và lời chào sum họp chúc may tứ hải gia đình bốn biển một đợt nhà, một lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Và đừng thật đúng là về đây sum họp chúc may mà tình trong một khách nghĩa dài trăm năm, hôm nay tứ hải gia đình tuy rằng bốn biển nhưng chung một nhà. Vâng, kính thưa mẹ, kính thưa trên các cụ công bà, các quý đại biểu thân thiết gần xa. Trong mỗi canh hát quan họ ngày xưa không bỏ được tục mời nước và mời trầu. Về mời nước thì ngày xưa bảo hai tay lên chén em mời, mà trà thơm thơm lực cả mười ngón tay. Về mời trầu thì ngày xưa lại bảo trầu xanh khâu trắng trăng hồng, đôi ta lên nghĩa kết lồng với duyên. Vâng, thật đúng là mấy khi không khách quý đến chơi nhà, mà đốt than quạt nước pha trà em mời người xơi. Trà này quý vậy người ơi, mỗi người mỗi chén cho chúng em vui lòng, mà đôi người bên đó còn không để cho quan họ tơ hồng trời xe, muốn cho sông càn đất nền để em đi này kiều phiền đò ra. Vào nhà thì chưa linh nhang, gần nhà mà chẳng bén xuyên hương chút nào, sáng trăng xuân sáng cả vườn đào, ba bốn người ngồi đấy có người nào còn không. Và để mở đầu chương trình gửi mừng hát chúc thọ cho mẹ ngày hôm nay, xin mời toàn thể trên đội ngũ quan họ lời cổ qua sự thể hiện của anh hai chị hai quan họ. Oh,
vâng, kính thưa chúc kim cương của mình để có mặt trong buổi mừng thọ của mẹ ngày hôm nay. Vậy xin chúc toàn thể trên đất phụ ông bà, các quý vị đại biểu trên các thần xa có một bữa tiệc tận hà ngon miệng để chung vui với mẹ cũng như là gia đình ngày hôm nay. Và xin chúc toàn thể trên các cụ, các bà, các quý vị đại biểu có một bữa tiệc thật là ngon miệng để chúc thọ cho mẹ ngày hôm nay. Vâng, một lần nữa để xin trân trọng kính mời và thân ái kính mời. Và vâng, thân đúng là trăm khúc sông đổ dồn về một bến, mà anh chàng yêu làng anh đến chi đây. Đến với đây không dây mà buộc, đây với người không chuốc sao say. Mà gặp nhau đây mời người xây nước, xây nước xây trầu sau kết nhân duyên. Mà kết nhân duyên anh sờ làng lắm lắm, anh sờ lòng làng chóng thắm mau phai. Chứ thắm với phai nào ai có biết, canh hái đá vàng ta quyết yêu nhau. Thể chân ông bà, các quý vị đại biểu tân khách gần xa, hãy thưởng thức bài hát Lý Giao Duyên, dân ca quan họ, lời cổ. Vậy để xin mời chân ông bà hãy cùng nghe và cùng thưởng thức. Sông đổ dồn vào em ta bên, anh hãy chẳng yêu nàng, anh chẳng yêu nàng, anh nhìn nhìn mắt mà chỉ ở đây.
thì hãy mang những lời ca tiếng hát của mình để chúc mừng cho mẹ Thống ngoài 100 tuổi. Vậy là xin toàn thể trên cô bố bà hãy dành cho hai bác một tràng vỗ tay ạ. Xem làng nghề, quê tôi có lịch có lề, có tranh tô vẽ, có nghề kiểu canh. Và để trở lại với chương trình mừng thọ mẹ hôm nay, xin mời toàn thể trên công bà các quý vị đại biểu hãy thưởng thức bài hát Vâng về Kinh Bắc qua sự thể hiện của chị hai Quan Họ. Anh về Kinh quê em, mà nếu Quan Họ mà xem làng nghề, quê em có lịch có lề, có tranh tô vẽ, có nghề cười.
vừng trong khúc sông thì đổ rồn rồn về hồ. Mà em chẳng hiểu là mà em đến chi chay chay đấy với đây không dây mà hồ. Em chẳng hiểu chẳng chẳng một chút mà sai gặp nhau đi người người chia 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 chẳng biết rơi là ai còn không biết cái ngày ấy là vàng đã quyết định rồi đó đó chuyện gì đây một hai ba bốn vâng thay mặt cho anh hai chị hai xin kính chúc cụ gia đình luôn luôn có một sức khỏe dồi dào và sự như ý và có một năm mới an khang thịnh vượng muốn gì được đấy ạ. Bây giờ cứ chúc thọ là sướng rồi. Anh em cháu đến đây chúc thọ. Cháu đâu cũng có này. Và kính thưa quý vị khách quý, cùng bắt đầu sân. Để tay em lá cơ ca, anh tên mưa cô ra ngọ máu la. Ôi lần đi, đợi tình yêu vô hình vô bờ. Đợi tình yêu vô hình vô bờ. Đợi tình yêu vô có một lời chúc tốt đẹp hơn nữa ạ. Và xin cảm ơn. Các bạn đang đi học hát rồi. Bắn được ấy. Uống đi, uống đi. Bắn về. Thì tiền này của mẹ mà cho con không dành tiền mà ăn sáng để tăng. Để tăng lấy thêm là đàn. Để cũng tăng lấy thêm là đàn. Thay mặt chỉ cho đoàn chúng mẹ mà mình khỏe 100 chưa tuổi này. Vâng, xin mời tất cả quý vị khách quý người tập trạm phát tay để vỗ theo nhịp để mừng các họ vừa các bạn vừa thì hai con họ hai và anh hai con họ chúng em thì xin lời chúc anh hai một năm xuân năm mới an khang thịnh vượng cầu lộc được lộc cầu tài đắc tài và hạnh phúc thành đạt và xin cảm ơn và ghi nhận. Thank you.
gọi là chúng con cũng ở đội văn nghệ của thôn. Cây nhà lá vườn thì chúng con cũng gọi là ngày hôm nay là hát tặng mẹ một bài. Là một trái người yêu người ta cầm nón, hai đứa cầm hai cái nón. Ủi sông trước tiếng nghỉ anh và để gửi tới chương trình hôm nay, cháu xin gửi tới toàn thể ông các bà cũng như cô dì chú bác bằng một ca khúc và thay lời chúc sức khỏe tới bà ngoại bằng một ca khúc được mang tên Khúc Giao Duyên. Xin mời các cô bác ông bà cùng thưởng thức. Mùa xuân ai đi tìm nói quay tha tôi như sương dài câu hát cũ đi tìm hương nhớ cũ để phải lòng nhau rồi dùng dần không dứt phải lòng nhau rồi dùng dần không đi. Mùa xuân ai đi tìm ai nói quay tha tôi như sương dài câu hát cũ đi tìm hương nhớ cũ
Quá 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 qu